giờ mình uống. Bây giờ có một cái anh này anh ngồi anh chờ thầy Thích Minh Tuệ đi ngang đang cúng dường nè. Đấy, ăn cơm á, nhậu cơm là quan. Nhưng mà phải mặc cái áo của thầy, ông thầy. Ngồi đây nhậu bao lâu rồi, ngồi canh thầy Thích Minh Tuệ bao lâu rồi? Đâu khoảng có 2 tiếng rồi. Nghe hả? Dạ. Chờ đặng thầy Thích Minh Tuệ đi ngang đang cúng dường ha, ngồi nhậu lai gai đặng chờ thầy đi ngang đang đón cúng dường nha. Không phải cúng dường nhưng mà đại khái là có ổn đi ngang à. Mình mừng nhưng mà đại khái mình mặc cái áo này cũng như là mình thấy ổng rồi. Anh này là người dân tộc đồng bào Cơ Tu nha quý vị, ngồi nhậu trước cửa nhà đang chờ thầy Thích Minh Tuệ đi ngang đang cúng dường. Có mặc áo nha, ngồi đúng sau rồi. Nha. Đây. Có mặc áo của thầy Thích Minh Tuệ nha. Đây. Người dân ở đây người ta rất là tôn kính thầy Thích Minh Tuệ nha, rất yêu mến thầy. Mấy đưa lên chiếc áo này tôi vẫn là có là ngôi sao vàng. Đúng rồi. Cờ đỏ ngôi sao vàng là quan. Đúng rồi. Chứ không phải quý là... vị đang xem trên kênh YouTube của thầy Thích Thiện Lễ. Quý vị xem kênh nhớ bấm like đăng ký kênh ủng hộ cho thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh. Thấy không? Nói này. Sao mặc đồ không thích Minh Tuệ mà nhậu luôn hả? Không, cái này là mình thích mình mặc. Mình thích mình mặc thôi. Rồi nhậu luôn hả gì? Nhậu bình thường. Sao ơi? Sao hù? Coi như là mình thích là dạ, mình coi mặc. Sao hù? Vui lắm. Mình nhậu. Mình nhậu bình thường. Ăn uống bình thường. Tao nghĩ không ai như con mày chứ. Đúng không? Người biết ông thầy Thích Minh Tuệ không? Biết chứ, mới có được áo này mặc nè. Nhưng mà đại khái là phải có ngôi sao nha. Đây ngôi sao, cờ đỏ nha. Rồi cái nào cơm điện đâu? Cái nào cơm điện đâu? Không không. Nồi cơm điện trong nhà mình vẫn có cơm điện. Để mình đời sống của mình mà. Nếu mà ai có nồi cơm điện mình đâu có được. Nồi cơm là nồi cơm để tạo đời sống sao cho con nhìn người. Cái tô không thấy gì trơn vậy? Đấy, tôm mà ăn nhậu với tôm à. Con tôm đâu? Sao không thấy con tôm nào trơn vậy? Tôm á, tôm trong tô có à. Cái tao không thấy đâu mày gạt có, có kìa. Giờ là ngồi ở đây nhậu đặng chờ ông Thích Minh Tuệ đi ngang phải không? Đúng, chính xác, đây có tôm á. Mình nhậu có tôm. Ngồi đây nhậu đặng chờ canh thầy Thích Minh Tuệ đi ngang đặng cúng dường tam bảo cho thầy Thích Minh Tuệ phải không? Nếu ổng đi ngang đây càng tốt, còn nếu mà không có đi ngang thôi, nhưng mà mình mặc cái áo này coi như là thấy ổng rồi. Đi ngang đây. À thấy ổng rồi. Đó đúng vậy thôi. Tại vì thầy mất rồi. Thầy có thầy